chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn về một chương trình testnet rất là hấp dẫn và tiềm năng dự án có tên là rosi đây là một dự án về DeFi chạy trên nền tảng của aurora network nhé các bạn thế nên là các bạn sẽ cần phải cài đặt cái mạng aurora testnet cái mạng aurora testnet thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt rồi bạn nào mà chưa biết thì các bạn xem lại cái video ở trong phần mình đặt ở phần mô tả cho anh em nhé đây này Aurora Testnet này này Đấy thì các bạn sử dụng cái mạng này để có thể tham gia vào chương trình testnet của nó Ok, ở đây thì uh, đây là một dự án về DeFi Và là một dự án về lending và borrow Thế nên là cái hình thức testnet nó cũng khá là đơn giản thôi Đối với những bạn nào làm quen rồi ấy thì nó chỉ có những cái chức năng cơ bản như là borrow này uh, Rồi repay này, và uh, withdraw này Đây, đầu tiên chúng ta sẽ truy cập vào trang testnet.rosi.free này đấy các bạn cần phải cài đặt cái mạng uh, Aurora Testnet này nhá sau đấy các bạn truy cập vào đây ở đây nó có bài viết hướng dẫn chi tiết về cái uh, phần uh, Testnet rồi nhá mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể luôn này thì các bạn connect wallet này kết nối với metamask này đấy thì các bạn uh, nhấn vào kết nối này đấy thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta đã kết nối thành công với cái địa chỉ ví rồi và đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải faucet những cái đồng như là UST này, NIA này, ROSI này Đấy, để có thể uh, vay cái đồng R USD nhá. Thì các bạn nhấn vào here to my. Đấy, thì các bạn sẽ confirm cái lệnh này. Confirm nó lên. ta xác nhận đi. Fail Transition à? Fail nghĩa là chưa được đúng không? Ở đây chúng ta chờ từ xem. Ok, thì các bạn chờ khoảng tầm 1 đến vài phút thì các bạn sẽ nhận được cái đồng token. Các bạn có thể thấy là chúng ta đã uh, faucet thành công 1000 cái đồng Rosi này, 1000 Nia này và 1000 USD Đấy thì các bạn sẽ thấy được là cái lệnh nó ở trên blockchain của Aurora. Ok, sau khi các bạn đã uh, Mai ra những cái đồng test net rồi ấy, Thì chúng ta sẽ chuyển đến cái phần đó là Cái mục borrow Ở đây thì trong cái hướng dẫn Nó chỉ hướng dẫn chúng ta làm Về phần borrow và repay thôi Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn nhé Là làm tất cả những cái nhiệm vụ Ở trên cái website này Nó có cái nhiệm vụ gì thì chúng ta làm hết nhiệm vụ đấy cho mình nhé Ví dụ này Ở đây là borrow này Đấy thì chúng ta sẽ ấn vào đây Đấy thì nó sẽ có cái phần borrow và phần repay Đấy, thì chúng ta sẽ deposit lên deposit à, deposit 1.000 thôi Đấy, các bạn deposit lên Đấy, thì nó sẽ hiện là pending thì chúng ta sẽ chờ một ít phút để cho nó deposit thành công cái đồng nia này lên để để chúng ta có thể thế chấp cái tài sản của chúng ta và các bạn có thể vay nhá Đấy, chúng ta sẽ nhấn vào uh, confirm transaction ở đây này mạng testnet thế nên là nó hơi chậm nó lót hơi láng một tí nhá anh em kiên nhẫn để làm nhá đây các bạn nhấn xác nhận này Ok cái lệnh này hình như nó bị fail rồi Thế nên là phải làm lại nha anh em Đấy Bao giờ nó báo còn confirm transaction ấy thì mới là được Chờ pending này Đấy. xác nhận này Đấy. chờ cho nó confirm à, thành công ở trên blockchain thì chúng ta mới được nhé ok ở đây thì cái lệnh à, deposit lên nó bị à, lỗi liên tục các bạn có thể kết hợp giữa à, deposit và vay luôn cái số lượng token rusd này ví dụ các bạn deposit một nghìn Uh, nia thì các bạn có thể vay cái số lượng này Đấy, các bạn có thể vay số lượng đây số lượng tối thiểu là 7.000 hơn 7.000 thì các bạn nhấn vào add collect và End borrow này chúng ta chờ cho nó confirm ở trên hệ thống blockchain có thể nó sẽ bị lỗi nhiều lần thì anh em thử đi thử lại cho mình nhé ok chạy thật mãi thì mới vay được anh em này tại vì là nó bị lỗi liên tục ở trên blockchain ấy đấy thì lúc nào mà anh em mà 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 làm testnet ấy mà thấy bị lỗi các thứ thì các bạn có thể chụp ảnh lại thôi đấy gửi vào trong cái nhóm telegram của nó ấy ở đây này để có thể là feedback hoặc là để, để 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 đóng góp ý kiến cho đội ngũ dự án của nó nhá. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là số lượng token NEAR mà mình vừa deposit lên là 2.000 này và số lượng RUSD mà mình đã borrow tức là số lượng mà mình đã vay được ấy là 8.000. Đấy 8.000 thì các bạn vay xong các bạn có thể nhấn vào nút repay để các bạn có thể trả số lượng token mà các bạn vừa vay. Đấy thì các bạn sẽ trả Đấy, sau đấy các bạn rút toàn bộ số lượng cái token NEAR mà chúng ta đã vừa deposit lên đấy tức là chúng ta trả tiền và và thanh toán tiền và rút lại cái số lượng nia chúng ta về anh em hiểu không Đấy các bạn nhấn xác nhận này. Ok, ở cái bước uh, repay này ấy, thì các bạn sẽ phải làm lần lượt nhé và uh, repay thì các bạn lưu ý này ở cái chỉ số ở bang lần này ấy, thì các bạn phải uh, điền cái số nó thấp hơn cái ở số ở lần này thì chúng ta mới thực hiện được repay nhé ví dụ mình đang có 160 đúng không các bạn sẽ phải nhập thấp hơn 160, thấp hơn hoặc bằng sau đó các bạn nhấn repay đấy thì chúng ta mới có thể confirm được ở trên hệ thống của nó nhé các bạn sẽ ở đây các bạn đi này Đấy, nó có một cái bước xác nhận ở trên uh, ví MetaMask ấy. các bạn nhấn vào xác nhận này. đây thì các bạn sẽ thấy là repay ở uh, transaction success có nghĩa là chúng ta đã uh, repay thành công thì các bạn sẽ uh, chờ một chút cho nó cập nhật lại đây và nó confirm transaction ở trên hệ thống blockchain bạn click vào thì, thì, thì sẽ thấy nhá. À, đây các bạn f5 lại đi đấy thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã số dư của chúng ta đã repay hết rồi Đấy, và số nợ này đấy, sau đấy thì các bạn có thể thực hiện cái bước withdraw near thử xem nhé ví dụ như các bạn uh, rút từng này về chẳng hạn như thế <laughs> các bạn nhấn vào xác nhận để uh, thực hiện bước uh, withdraw các bạn sẽ thấy là uh, repay transaction success có nghĩa là uh, withdraw thành công rồi thì các bạn sẽ chờ và các bạn sẽ thấy được cái số dư, cái đồng nia của chúng ta nó hiện thị ở trên à, phần lần này này. Bởi vì chúng ta đã rút về thành công rồi ấy. Đấy, confirm transaction này. Đấy thì các bạn sẽ thấy được số dư của chúng ta đây. Đấy thì như vậy là các bạn đã thực hiện xong các cái thao tác là borrow và repay. Ở đây thì trên cái bài viết uh, hướng dẫn testnet của nó ấy, thì nó cũng chỉ có yêu cầu là repay và borrow thôi. Đấy, bởi vì các chức năng như là swap này và các chức năng uh, pool farm ở trên cái hệ thống này hiện tại thì mình kiểm tra thấy là vẫn chưa hoàn thiện nhé các bạn. dụ như đây thì uh, vẫn chưa add liquidity vào, thế nên là chúng ta chưa thể thực hiện được Đấy, nó vẫn đang còn hiển thị như thế này thì uh, thì hiện tại thì các bạn chỉ cần thực hiện cái thao tác như thế thôi thì các bạn sẽ uh, là ok các bạn đã hoàn thành cái chương trình testnet đến từ cái uh, dự án uh, defi của cái hệ sinh thái uh, aurora network nhé dự án Rossi. Đấy, những gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp ch cho các bạn nhé chúc các bạn uh, kiếm được thần nhiều coi và kiếm được thần nhiều tiền Đấy, những gì mà khó khăn thì các bạn có thể comment để mình giúp đỡ cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của mình. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.